Hello cả nhà, mình là Phạm Hữu Dư ha. Hôm nay thì sẽ quay cho cả nhà xem một cái tuyệt tác. Thật sự là đây là một cái tuyệt tác. Lâu lâu mà được quay những miếng đất ha, đẹp, thực sự là mình rất là thích. Thì đây, hiện tại là mình đang đứng ở ngay thị trấn Ngãi Giao ha. Đà thị trấn nha, chứ không phải là xã nha. Thị trấn Ngãi Giao là trung tâm của huyện. Thì thật sự là bây giờ thị trấn bây giờ là kiếm đất vườn, đất xào thì cũng không có dễ nữa. Thì hôm nay á, mình sẽ quay cho cả nhà xem một cái miếng đất mà đây trước mặt mình đây ha. Cái này nó dạng dạng như là một cái gia trang vậy đó, hoặc là kiểu kiểu giống như homestay. Nó có tổng diện tích là trên sổ là 4 sào 7, tức là khoảng 4.700 m2. Và thực tế thì nó phải hơn 5.000 ha, thực tế hơn 5.000, chủ là đo rồi. Và hiện tại đây, con đường trước đất mình là con đường bê tông, xe hơi đi thoải mái, xe tải luôn chứ không phải xe hơi ha. Và miếng đất này thì nó không có mặt tiền. Không có mặt tiền ha mọi người ha. Tức là nó có cái đường. Đây. Cái đường bê tông này. Đi thẳng vô. Thì từ đường bê tông này đi ra chút xíu là tới đường nhựa chính ha. Cho nên là nó dạng như là một cái riêng biệt cá biệt luôn á, không có đặc biệt lập á, nó không có sô bồ sô bộn. Thì khu ngoài kia và ở ngoài đường chính kia dân cư ha, nhà cửa đây ha. Rồi đây. Mình sẽ vô cho mọi người tham quan ha. Thì cái đây, cái khu đất này nó được rào lại hết rồi ha. Và vẫn đang được làm. Nói chung là cái miếng đất này là vẫn đang được hoàn thiện từng ngày. Thợ người ta vẫn đang làm đó. Nhưng mà bây giờ là chủ đầu tư nhiều nơi. Cho nên là quyết định là không thể nào mà tiếp tục cái căn này nữa. Cho nên họ quyết định họ bán. Nói chung cái này là xây để ở, chứ không phải là xây để bán nha mọi người. Đây, căn này là chủ ở nè, còn căn này là con, dành cho con chủ. Xây giống nhau y chang à. Màu sắc cũng giống y chang nhau. Ban đầu mình vô mình tưởng nó homestay nhưng không phải là vậy. Chủ có báo mình là đây là chỗ để ở. Tức là cho nguyên gia đình đông, gọi là đông dân cư. Đây. Nhà chính thì có ra xe. Thầy thợ vẫn đang làm ha. Tổng cộng là mình thấy là nó có 3 cái nhà xanh xanh như vậy. 3 cái nhà như thế này. Và một cái nhà mát. Một cái nhà mát. Nhà mát thì này thì không phải gỗ ha. Bê tông với sắt, sơn giả gỗ. Dập ngói. Thì mình nói quân cái giá ha, chủ báo luôn là có 2 cái option, tức là 2 cái lựa chọn để mà mọi người thích thì mình chọn thôi. Tức là một là họ sẽ bán tất cả luôn, không lấy lại cái gì hết, là họ sẽ bán 6 tỷ rưỡi ha, 6 tỷ rưỡi. Và thứ hai, nếu mà người muốn rẻ hơn, tức là chọn giá rẻ hơn thì họ sẽ 6 tỷ thôi. Tức là 6 tỷ thì chủ sẽ bứng những cái cây công trình này, những cái cây xanh này đi. Tức là giá trị của những cái cây xanh này nè, như lộc vừng nè, rồi vú sữa nè, những gốc to như thế này lâu năm nè, thì chủ định giá là khoảng 500 triệu. Cho nên là nếu mà không lấy những cái cây này thì chủ sẽ bớt cho 500, tức là khoảng 6 tỷ. Thì cái giá này thì nói chung là cũng còn thương lượng vừa vừa, tại vì cũng có mấy người trả giá rồi, cho nên nhưng mà chưa được giá nên chủ không bán. Thì hôm nay mình vô mình quay cho anh chủ để mình bán. Đây, bây giờ mình sẽ đi tham quan tiếp ha. Đó, thợ người ta đang làm, vẫn đang làm ha. Nói chung là cái này công trình thế kỷ mà, cho nên là còn nhiều, rất là nhiều hạng mục làm trên cái này. Tại vì gần nói chung là nửa hecta mà, cho nên là làm biết bao giờ mới xong. Thì chủ họ cũng chăm chút từng, nói chung là tại vì chủ chăm chút từng chi tiết. Như đây, cỏ cây họ trồng nè. Đó. Rồi nền nè. Tất cả đều rất là chăm chút, cho nên nó là nó rất là lâu. Chứ mình làm kiểu ẩu, làm kiểu sơ sài thì nó nhanh lắm. Nhưng mà chủ người ta là tận dụng từng chi tiết. Tức là đó, hãy anh chủ anh có giới thiệu mình là chỗ đó là ảnh đang làm cái chuồng. Cái chuồng để nuôi gia súc. Nói chung là dạng như là tự cung tự cấp, trồng rau, nuôi cá. Còn đây, đây là hồ cá đây. Chủ họ tính là sẽ đào cái chỗ này để làm hồ cá. Hồ
cá, và có thể là sẽ làm cái nhà thủy tọa lên nữa, rất là đẹp. Xung quanh là rào đó thôi mọi người ha. Riêng cái vụ rào này họ cũng đuối á, tại vì tới hả 5.000 m² mà rào lại rào là rào kiên cố nha, có tường, lưới sắt, cột sắt. Đây trồng cây ăn trái nè, đều có bác tưới tự động hết ha, rất là chỉnh chu. Họ có một cái hàng câu, trồng sầu riêng, mít, rồi bơ, lật vặt, đúng mà đầy đủ cây ăn trái ha. Đó. Để mọi người nhìn có cái view núi Nhang nè mọi người. Đó. Cái view núi Nhang rất là đẹp. View núi Nhang rất là đẹp. Đây. Nhìn cực kỳ đẹp luôn mọi người. Thực sự mình nghĩ là cái miếng này với cái giá tiền mà tầm 6 tỷ 6 tỷ rưỡi thì mình thấy miếng này hợp lý, thật sự rất là hợp lý. Thì thứ nhất là đất thuộc thị trấn Ngãi Giao, thuộc thị trấn ha. Thứ hai là cái thế đất quá đẹp, có view, và có sẵn những công trình. Dọn vào, thật sự là cái miếng này chỉ dọn vào là ở luôn chứ không cần phải làm gì nữa. Chẳng qua mấy cái chi tiết này là họ chủ người ta nghĩ như là người ta cầu toàn quá, người ta làm thêm thôi. Chứ như mình thấy là cái miếng này là có gì cần gì phải làm đâu, về chỉ việc chăm chút thôi. Đó. Rất là đẹp. Cái miếng đất này thì mình test trên quy hoạch Bà Rịa Vũng Tàu thì hiện tại là thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Đó, trồng cây lâu năm ha. Và chỗ này thì đã có những công trình nhà cửa như thế này rồi, thì cái việc mà mình xin thổ cư nó cũng không có khó khăn gì đâu. Tại vì đất mà có nhà sẵn thì xin lên thổ cư rất là dễ. Miếng này thì chưa có cư nha mọi người ha. Nhưng mà chỗ này xin thổ cư thì thoải mái. Rồi bây giờ thì chủ ở đây, anh chủ ở đây họ anh sẽ cho mình vào xem nội thất bên trong cái nhà. Đó, thì nhà, ba cái nhà thì đều giống nhau ha. Thì bây giờ mình sẽ cho coi thử cái nhà này. Ốp gạch men giả gỗ. Nội thất chung thiết kế nhìn cũng rất là trẻ ha, rất là hiện đại. Đây con trai chủ nhà. Đấy. Nhà vẫn đang ở nha mọi người. Nên rất ấm cúng, không có sợ lạnh lẽo, vẫn đang ở. Bếp. Dạ. Yeah. Là ba căn, căn nào cũng có bếp mà chung là đầy đủ hết. Bên kia có quầy ba. À bên cái căn anh đang ở đúng không? Là có quầy ba nữa, có ra anh mới có ra xe với bài quầy ba chung mà đầy đủ hơn. Đây. Rộng rãi. Phòng bếp. Hay lồng nhà vệ sinh. Mấy cây mai này hoành trên 75 mét á, 75 cm. À đó chắc gom mấy cái công trình này chứ cũng bộn tiền anh ha. Dạ sưu tầm nó rẻ hơn chứ giờ mình mua từ mấy cái vựa bán thì nó giá cao lắm. Cây đó mình mua 130 triệu đó. Cái nào anh? Cái đó. Đơn giản không? Cái này hả? À cây mai luôn hả? Ừ. À còn gốc lộc vừng này mà bao nhiêu vậy anh? À 40. Nó cổ. Chỉ có mấy cây mai này giá trị ha. Cây này hoành gần 100. Dạ. Này. Bữa Tết nó vô trả 70 triệu rồi. À để chơi. Mai bữa nay mấy năm nay có giá ghê, để hiện giờ người ta đua nhau trồng mai. Mai cây truyền thống mà. Dạ. Mấy trăm. Camera an ninh đầy đủ luôn. À. Động, chống trộm. Camera an ninh rồi hệ thống chắc là đèn chắc ok. À đây đèn nè. Này mà quay buổi tối chắc là đèn đuốc khỏi nói rồi. Hôm nay tại vì đi xe máy nên này không mang cái live cam. Chứ sự là cái miếng này mà quay trên cao thì mới đẹp. Đó. Đây, đây nhà là chủ đang ở nè. Đầy đủ ra xe rồi quầy bar đầy đủ. Đó. Thank you.
Nhà gỗ đâu anh? Tức là tính nhà gỗ là mình đã dựng ở dưới góc cái điều đó thấy không? Chuẩn bị dựng lên trên bên kia cái hồ. À dựng đúng rồi, bên em thấy thiếu nhà gỗ. Cái này thì cái chậu mát đây là dạng giả gỗ thôi, còn nếu chỗ này mà thêm cái nhà gỗ nữa ngay cái hồ này nè, hồ sen này nè. Đó, đẹp luôn. Thì có rồi đó, giờ dựng thôi đó. À. Họ đang dựng đó. Tức là đang làm mặt bằng đúng không anh? Đang làm dựng luôn đó. Đang mặt bằng là giờ đem về dựng thôi, ráp vô rồi. Rồi, bây giờ mình quay cái đường ra ha. Đường này là đường nhà nước nha mọi người. Đường nhà nước. À, thì anh chủ anh tự bỏ tiền ra anh đổ bê tông luôn cho nó sạch sẽ. À. Đây. À, ra là nhà cửa xung quanh san sát luôn mọi người ha. Rồi. Đó, trước mặt mình là con đường nhựa chính ha. Con đường nhựa chính. Để bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài trung tâm thị trấn cho mọi người xem những cái tiện ích rất là ok của chỗ này. Rồi, nha. Rồi thì từ cái miếng đất của mình đây thì chỉ đi ra khoảng chừng 1 cây số thôi là sẽ tới trung tâm của huyện luôn ha. Thì trước mặt mình đây là trung tâm thương mại của huyện Châu Đức ha. À, hay còn gọi là chợ Ngãi Giao á. Đây thì tiện ích đầy đủ khỏi nói rồi. Trung tâm hành chính rồi bưu điện rồi nói chung là tất tần tật không khác gì thành phố luôn ha, đầy đủ luôn. À, chỉ có 1 cây số là đi ra ngoài tới trung tâm rồi, rất là đẹp. Đó. Trước mặt mình đây là con đường Lê Hồng Phong ha, hay còn gọi là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao nè. Đường này thì mấy ngày nay đang xới lên để làm lại cống rãnh gì đó. Đó cho nó ở đây, ngày đi băng rồi bến xe Châu Đức đây luôn ha. Rồi có gì để mình cho mọi người xem sổ sau nha. À, quay cho mọi người xem cái sơ về tiện ích. Rồi bây giờ mình cho mọi người xem cái sổ hồng của cái khu đất này ha. Đây thuộc thị trấn đây số tài số thửa ha, thuộc thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Và diện tích trên sổ của nó là 4.722 m2, khoảng hơn 4.7 nhưng mà thực tế thì chủ họ ta đo được á. Thì lúc người ta làm rào lại hết, ta đo lại thì khoảng hơn 5.000, thực tế khoảng 5.000 ha, hơn 5.000 m2. Thì tính ra là khoảng nửa mẫu á. Hiện tại đất trồng cây lâu năm, nhưng mà anh chủ anh cũng có báo mình rồi, tức là anh đã đang làm thủ tục lên thổ cư ha. Nói chung là anh chủ cũng có quen biết rộng, cho nên là cái việc cái chuyện mà lên thổ cư thì cũng không khó khăn gì. Thì cái này thì mình nghĩ là anh chủ thật sự đảm bảo mình ha. Thì miếng đất này có thổ cư nữa thì phải nói là không còn gì để chê nữa. Rồi thì tới phần sơ đồ thửa đất ha. Đây thì cái miếng đất này thì mọi người thấy là nó cũng rất là vuông vức ha. Đây thì cái đường vô nè, cái đường đây có đường hiện rõ trên sổ luôn ha. Đường đường đất nhưng mà anh chủ đã đổ bê tông rồi. Và con đường này thì nó phải rộng 4 m, là hơn 4 m, cho nên là ô tô xe tải thì chạy vào thoải mái. Chung mà đường xá thì khỏi nói rồi ha. Thì đi vô rồi nó đây đất của mình ha, vuông vứt luôn ha. Nó còn nở hậu nữa nè, nó nở ra chút nữa nè, nó hậu nè, cho nên là nhìn cái hình dáng của miếng đất này thì nói chung là rất là đẹp rồi. Khỏi chê ha. Rồi thì nói chung là cái vị trí đất này thì nó cũng ngay trung tâm của Ngãi Giao, cho nên là mình cũng không có chỉ cho mọi người xem bản đồ làm gì, nó cũng dễ lắm. Nếu mà có ai sử dụng Google Map á, thì mình cứ gõ tới trung tâm thương mại huyện Châu Đức hoặc là gõ chợ Ngãi Giao là tới cũng gần đất rồi. Tới đây thì đi khoảng chừng 1 cây số là vào tới đất ha. Rất là dễ. Thì ở đây thì mình đi đường Mỹ Xuân Ngãi Giao ha, tức là từ Long Thành, tức là qua Long Thành xuống cao tốc qua Long Thành đi tới Vedan thì mình có thể quẹo vào đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Rồi đi thẳng riết là sẽ tới luôn trung tâm huyện Châu Đức ha, là tới đất luôn này, rất là dễ. Thì ở đây cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 mấy cây, cách biển Hồ Cốc, Hồ Tràm này nọ là Long Hải thì khoảng chừng 30, Long Hải 30 cây, còn Hồ Cốc, Hồ Tràm thì khoảng chừng 35 cây, Vũng Tàu thì khoảng 40 cây. Thì cỡ đó thôi. Nếu mình đi biển cũng tiện ha. Rồi, mình đã nói sơ sơ vị trí ha, và giá thì chủ cũng báo rồi là 6 tỷ nếu mà không lấy những cây, còn 6 tỷ rưỡi là coi như là lấy hết luôn, không có chừa gì hết.
Và cái giá này á, thì họ cũng thương lượng sơ sơ thôi nha, thương lượng chung cũng có bớt nhưng mà không bớt nhiều đâu. Chứ đừng có trả mà 500 hay 1 tỷ nha. Tại vì cũng đã có mấy người vô đây coi rồi, cũng khách vô coi rồi. Và họ trả thì chưa được giá cho nên là chủ chưa bán. Cho nên là nói chung là cũng chưa gấp lắm đâu. Tại vì đây cũng là cái tâm huyết và chủ họ cũng đang còn làm. Cho nên là cái giá đó thì không có thương lượng nhiều. Cho nên và thật sự là mình nói thật luôn là riêng mình thì thấy cái miếng đất này thì giá không hề cao đâu. Tại vì thứ nhất đất thị trấn, thứ hai gần trung tâm, đường ngon lành, đường xá ngon lành, ngay dân cư đó. Rồi họ đã làm quá đẹp rồi, cho nên tính ra là một xào chỉ hơn 1 tỷ thì mình thấy rất là đẹp. Đất thị trấn mà giá đó thì mình thấy ok ha, vào là gần như là không cần phải làm gì nữa đó, mua về là như ở luôn đó, sạch sẽ ngon lành rồi. Tính ra tiền xây dựng này nọ rồi cây cảnh này nọ cũng đã lên đến cũng phải tiền tỷ rồi đó. Cho nên là thấy là đất thì đẹp rồi, đất thì quá đẹp rồi, khỏi nói rồi đó. Công trình họ làm cũng rất là tâm huyết cho nên là giá này hợp lý ha. Thì anh chị của chú mình nếu thật sự quan tâm muốn có một nơi nghỉ dưỡng hoặc là để mà làm kinh doanh homestay hay là chúng đất này mình thấy có rất là nhiều cái công dụng muốn làm gì làm đó, thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại của mình là 0933 230243 và mọi người có thể là mình bấm đây, kết bạn Zalo hoặc là đây hoặc là Viber ha, thông qua cái số điện thoại này của mình để có thể dễ dàng liên hệ với mình cũng như là đây theo dõi những bài đăng của mình trên Zalo ha. Và mọi người cũng có thể là mình theo dõi đăng bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube mình ha, kênh Phạm Hữu Dư, để có thể dễ dàng cập nhật những video mình đăng mỗi ngày nè. Và bên cạnh đó thì những ai có đất vườn hay nhà vườn đẹp không còn nhu cầu sử dụng nữa, giá hợp lý, không quy hoạch, không tranh chấp, cũng có thể liên lạc alo mình ha, mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video này của mình. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy, những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe đây, đăng ký subscribe theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút cái hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi ok, và tiếp theo nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn và có thể tham gia group yêu nhà vườn để mà cùng nhau giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư, đây link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video các bạn hãy dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha.